A Di Đà Phật, chúng con xin mời cả lớp đứng dậy để chúng ta đồng niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính mời đại chúng đồng ngồi xuống. Alo. Lời đầu tiên giảng viên có lời chào lớp chúng ta. Chúc lớp có một ngày học cuối tuần và những ngày học tập ôn tập đạt nhiều kết quả tốt đẹp và thật là an lạc. Như vậy thì đúng ra hôm nay chúng ta thi rồi phải không ạ? Nhưng mà do sự thay đổi về lịch và nguyên nhân thì có lẽ là quý vị chúng ta cũng, quý thầy cô, quý anh chị chúng ta biết là nguyên nhân tại sao đổi lịch rồi đúng không? À, là vì là đó là do ý kiến của lớp. Chúng ta có nhiều ý kiến quá cho nên là Sư Giác Hoàng phải xin đổi cái lịch thi lại để chúng ta có thêm thời gian ôn tập. Chỉ như vậy thôi, chứ không phải là do bên phía học viện. Và như vậy thì về phần ôn tập thì giảng viên có thông báo trên Facebook rồi, đúng không ạ? Chúng ta xem thêm. Còn thì giờ ở lớp thì cũng rất là hạn chế cho nên là chúng ta đã ôn tập mất một buổi rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ dừng cái phần này lại và chúng ta xem bài. Nhưng mà cũng xin nhắc lớp một điều, đó là qua cái bài thi của bên lớp chính quy, tức là lớp chính quy thì chúng ta học ngày nào cũng học hết, một tuần thì tới 4 tiết đúng không ạ? Và cái thời lượng chương trình thì cũng giống như chúng ta, đúng không? Nhưng mà qua kỳ thi thì kỳ thi này thì nói chung là đây là năm đầu thì học viện có cái sự thay đổi về phần trăm, tính phần trăm điểm cũng như là về dung lượng kiến thức, cho nên là cái phần ôn tập và chuẩn bị của các giảng viên thì rất là kỹ, mất rất là nhiều thời giờ. Chứ còn mọi năm thì đến cái bài giữa kỳ là chúng ta làm đề tài mà, cho nên phần hướng dẫn đề tài thì chúng ta có thời gian rồi về nhà chúng ta xem tài liệu. Thì nói chung là không khí nó không đến nỗi là căng thẳng như là năm nay. Nhưng mà năm nay thì đúng là giảng viên, các giảng viên cũng rất là vất vả, nhất những giảng viên mà dạy năm thứ nhất đại lớp đại cương á, là cũng là những môn mà các thầy cô cũng dạy lâu năm có kinh nghiệm rồi. Vì sinh viên năm đầu thì bao giờ cũng sẽ có những cái khoảng cách về tâm lý, chủ yếu là tâm lý thôi đúng không? Cho nên là gần 2 tháng học nhưng mà phần ôn tập thì vô cùng vất vả, nhưng mà thi xong thì rất là nhiều sinh viên là ngã bệnh luôn, bởi vì quá sức chịu đựng. Khi mà xong cái kỳ thi, tức hôm qua sáng qua thì lớp chính quy mới thi xong cái môn cuối cùng là môn ngoại ngữ đúng không ạ? Thì thấy rất là nhiều sinh viên nói là một là ngã bệnh, hai là than khóc, phải dùng cái từ than khóc là không ngờ học viện là học chơi mà thi thật. Sinh viên chính quy mà toàn là những người trẻ và rất là giỏi đó, cũng rất là giỏi phải không ạ? Thì cũng phải thốt lên một cái câu là không ngờ học chơi thi thật, không có học chơi, phải không? học thật chứ không học chơi. Rồi sao nữa? Rồi rất là nhiều sinh viên là đang dao động hoang mang và muốn nghỉ học. Đây là một cái thực tế thì muốn xin nói như vậy để chúng ta thấy là vì lớp chúng ta thì giảng viên cũng có dành rất là nhiều cái thông báo riêng trên Facebook, nhưng mà
Thời gian đầu thì rất là nhiều phản hồi, mà phản hồi thì không có theo nội dung của bài, đúng không ạ? Toàn phản hồi những chuyện ở bên ngoài thôi. Còn bây giờ đến đoạn giai đoạn thi thì không có một cái phản hồi gì hết. Cho nên giảng viên cũng rất là phân vân, là có thể hai hướng. Một, lớp chúng ta phần lớn là những người đã trưởng thành, thì cái phần tiếng mẹ đẻ chúng ta có kinh nghiệm rồi, cho nên chúng ta ôn tập được và không cần đến cái sự học nhóm, đúng không ạ? Và thứ hai đó là chúng ta quên mất cái môn học này rồi. Vậy thì sau cái buổi học hôm nay chúng ta về xem lại xem như thế nào nhé. Và giảng viên với cái tình hình ôn như thế này, tại vì bên lớp chính quy thì coi như là mất 3 tuần đó, là các thầy các cô là ôn tập cho lớp ngoài cái giờ học, đúng không ạ? Mà lớp chúng ta thì lại đúng ra là đào tạo từ xa, chúng ta phải học trên mạng là chính, nhưng mà gọi là không có thấy một cái phản hồi gì hết. Cho nên là với cái tình hình như thế này thì chỉ có hai cái chiều hướng như thế thôi, đúng không ạ? Một là chúng ta giỏi rồi, không cần phải ôn tập nữa. Hai là chúng ta quên môn học này rồi. Thế thôi. Và giảng viên nói rất là chân thành là với cái tình hình như thế, tức không có phản hồi như thế, là không biết là chúng ta ôn tập như thế nào. Cho nên là kết quả cái phần thi thì là cũng không biết là sẽ như thế nào, đúng không ạ? Chị xin nhắc là nó là môn này là tới bao nhiêu ạ? 50 điểm trên 100. Tức là chiếm phân nửa cái số điểm. Và hôm tuần trước thì có một cái cuộc họp giảng viên đầu năm vào ạ. Thì rất là nhiều ý kiến của các thầy cô, nhất là dạy các trường bên ngoài, đều yêu cầu là phải cho sinh viên làm đề tài chứ không cho thi như thế này. Vì thi như thế này thì nó cũng không có phản ánh đúng cái yêu cầu học, đúng không ạ? Tức là còn sẽ như mọi năm làm đề tài. Nhưng mà thực ra mà nói thì cái chuyện thi thì nó cũng không phải là cái chuyện mà là quan trọng nhất, đúng không? Quan trọng là chúng ta sẽ nắm kiến thức như thế nào thôi, đúng không ạ? Nhưng mà với cái sự thờ ơ và rất là tự tin của lớp chúng ta thì giảng viên tạm khẳng định mà 30% là có lẽ là chúng ta kết quả không cao đâu. Phải không ạ? Thôi thì chút nữa đến cuối giờ nói, chứ bây giờ nói thì nhiều khi chúng ta lại thấy mấy tuần mới gặp giảng viên thì bây giờ như này này, hôm trước giảng viên nói rồi, chúng ta phải xem ở trên cái trang Facebook, phải không ạ? Bởi vì sao? Vì cũng khó mà thiết lập cái kênh giao tiếp nhanh, nào nhanh nhất và tiện lợi nhất bằng cái Facebook. Cho nên những cái thông tin mà ôn thi đó thì căn cứ theo cái tình hình ôn tập của lớp, cái sự phản hồi thì giảng viên sẽ ngay lập tức là sẽ điều chỉnh, tức là sẽ giúp chúng ta ôn tập bằng cách là đưa những cái hướng dẫn liên tục lên trên Facebook vào ạ. Thì cũng nhờ cái cách thức như thế này thì bên lớp chính quy thì đã điều chỉnh được rất là nhiều những cái thiếu sót trước khi thi. Cho nên là phần làm bài thi thì đối với môn tiếng Việt thực hành thì khá là, nói chung khá là tốt. Nhưng mà thi xong thì cái giá phải trả cũng khá là đắt, đúng không ạ? Thì cũng đúng thôi, vì do chúng ta không có ôn tập từ đầu mà. Thành ra bây giờ thì chúng ta cũng xem nhé, xem trên cái trang này. Không biết lớp chúng ta có kết nối với đây nhiều không, vì chúng ta kết thì mới xem được thông báo, đúng không ạ? Và thực ra cái tên thì nó cũng không quan trọng, chứ có đưa cho lớp rồi, nhưng mà rất là nhiều quý vị thắc mắc. Quý vị hỏi đủ thứ hết là tại sao tên Facebook như thế. Cho nên thôi bây giờ thì giảng viên xin thông báo lại, đổi tên rồi. Có lẽ là không bao giờ quên được khóa 3, đúng không ạ? Bây giờ đổi tên Facebook. Thực ra cái tên thì chỉ cái tên nào mà nó lạ chút để chúng ta tìm cho nó nhanh, đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta cũng hỏi nhiều quá, cho nên là thôi thì giảng viên cũng xin là nghe theo lời của lớp thôi. Và bây giờ đổi tên lại là Tiếng Việt Mến Yêu. Phải không ạ? Được không ạ?
Vì chúng ta không biết là khi mà chúng ta dùng mạng thì cả thế giới xem, chứ không phải là mình lớp chúng ta xem, đúng không ạ? Trước đây anh đã từng đưa cái trang web tên như thế này, tên là Việt Kiều ở nước ngoài, họ vô nhiều lắm và họ hỏi nhiều lắm, phải không ạ? Thì cũng không muốn có những vấn đề như vậy. Vì rất là cả thế giới này nhiều người yêu tiếng Việt lắm, chứ không phải mình chúng ta đâu, đúng không ạ? Thế thì có thông báo rồi, thông báo ngay từ hôm thứ 6 về cái phần ôn tập. Chứ còn nói thật mà nói là những giảng viên mà như bản thân tôi thì nó thật cũng ít quan tâm đến chuyện thi lắm, đúng không nào? Bởi vì thi thì điểm thì cũng một phần thôi. Nhưng mà năm nay thì tinh thần của sinh viên thì có thể nói là không được như những năm khác. Cho nên là phải sát cánh hàng ngày hàng giờ, phải không nào? Trong kỳ thi thì để mà cái mục đích cuối cùng là chúng ta có thể là qua phần ôn tập chúng ta đạt được cái kết quả tốt nhất. Có thể là có một số quý thầy cô anh chị chúng ta xem đề của bên lớp chính quy, đúng không nào? Chúng ta có thể xem cái đề đó để tham khảo thôi. Còn đề thi thì không giống đâu. Sẽ có phần giống, bởi vì chúng ta học chung một cái thời lượng kiến thức mà, đúng không ạ? Học chung kiến thức. Nhưng mà đối với đào tạo từ xa thì yêu cầu là, tức là chung cái khối lượng kiến thức, cái mô đun kiến thức, nhưng mà về cái yêu cầu đào tạo từ xa thì cái tên này dài quá, đúng không? À, thế thì chủ yếu là thiên về thực hành chứ không phải là về phần nghiên cứu. Tuy nhiên thì đó là về mặt lý thuyết, có nghĩa là cùng một cái câu hỏi thi, cùng một cái nội dung như nhau, cùng thời gian thi như nhau, nhưng mà cái đáp án thì đối với lớp chúng ta sẽ giảm nhẹ xuống khoảng 15-20%, phải không ạ? Nhưng mà vẫn sẽ có những phần câu hỏi dành cho các sinh viên giỏi và xuất sắc để chúng ta phát huy hết cái khả năng của mình. Thì cái cách thiết kế thì cũng rất là khác nhau. Có những môn thì chúng ta sẽ có cái phần thiết kế câu hỏi là chung trong câu hỏi chung luôn. Nhưng mà đối với môn tiếng Việt thì năm nay sẽ có cái phần thiết kế câu hỏi riêng, có những câu dành cho sinh viên giỏi. Lúc nào thì chúng ta làm còn ai làm được thì làm, không làm được thì chúng ta bỏ cái câu đó, không sao hết. Đó là câu về kỹ năng nhé. Còn đối với phần đề tài, các nhóm biết chúng ta đã làm tới đâu. Phần đề tài thì chúng ta phải đầu tư nhiều, nhưng mà điểm thường là sẽ cao hơn phần thi, phải không ạ? Chọn những đề tài thật là độc đáo, sáng tạo. Chúng ta có quyền viết ý kiến của mình dựa trên kiến thức cơ bản là được rồi. Tức là viết càng khác lạ càng tốt, mà thậm chí là phản bác lại cái phần bài học cũng được. Nhưng mà những kiến thức cơ bản thì chúng ta chưa đủ sức để phản bác, thì chúng ta cũng nên là phải dựa trên cái nền tảng đó. Bởi vì sao? Bởi vì khoa học là phải có sự kế thừa, đứng trên vai những người khổng lồ thì mới thành công được, đúng không ạ? Vậy thì cái phần thi thì chúng ta muốn hỏi gì thì chúng ta sẽ hỏi thêm, được không? Sẽ làm việc trên mạng nha. Hôm trước giảng viên có viết một câu, bởi vì là cũng lớp chính quy cũng hỏi nhiều quá, đúng không ạ? Và lớp chúng ta nữa có những câu hỏi về phần thi viết, chúng ta cứ lặp đi lặp lại. Cô ấy thi cái gì, cô giảng lại bài cho em, thì những cái phần này nó thật giảng viên không làm được, phải không ạ? Không có thời gian, cho nên có trả lời chung trên mạng là phần thi viết đó là sẽ chung cái phần hướng dẫn với lớp chính quy. Thì thực ra chỉ có 3 cái thông báo thôi, một cái thông báo dành cho 2 lớp là 4 cái, chỉ có thế thôi, phải không ạ? Chứ cũng không được quyền viết nhiều đâu. Cho nên phần thi viết thì có viết như vậy, và hình như là một số quý vị cũng không được hài lòng lắm, đúng không ạ? Thì chúng ta cũng hết sức thông cảm, bởi vì là có những cái câu hỏi lặp lại nhiều thì không có thể trả lời liên tục. Nhưng mà đối với bài mà tương đối bài thi viết ấy, còn đối với đề tài thì phải trả lời riêng từng đề tài, đúng không nào? Trên phần đề tài thì chúng ta cứ hỏi nha.
Chúng ta hỏi từ phần mà bắt đầu chọn đề tài mà. Hiện nay thì em chưa có thấy nhiều sinh viên hỏi về cái tên đề tài là chúng ta thiết kế đề tài như vậy là đúng hay là chưa đúng. Nhất là cái phần mà ứng dụng á, cho nên đề nghị tổ mà làm đề tài đó, chúng ta cũng chú ý cái phần này. Bên lớp chính quy thì họ sẽ tổ chức thêm một cái buổi để mà nói thêm về đề tài. Và đối với phần đề tài thì với trách nhiệm giảng viên thì giảng viên cũng sẵn sàng là sẽ gọi là phụ đạo riêng cho từng nhóm, hay là trao đổi riêng cho từng nhóm, phải không ạ? Chứ không phải là bởi vì trên lớp không có thời gian. Phần đề tài này chúng ta làm nghiêm túc á, tức là chứ không phải là làm qua loa đại khái đâu. Ở học viện là như vậy, đúng không nào? Cho nên đề nghị chúng ta cũng hết sức chú ý. Và có những đề tài rất là giỏi thì chúng ta có thể là tóm lược lại, là có thể là gửi đi những cái hội thảo quốc tế cũng được, phải không ạ? Có nghĩa là về mặt pháp lý thì chúng ta cũng được bảo hộ. Hôm trước chúng ta xem tới đâu rồi ạ? Bữa trước ở bên lớp B thì là học được nhiều hơn lớp A, bởi vì là do cái không khí thôi, đúng không ạ? Thì lớp A chúng ta chưa có xem hết cái phần dẫn luận, đúng không? Thời lượng ở trên lớp của lớp chúng ta so với chính quy thì là 1/3. Như vậy về phần dẫn luận, bài thứ nhất bài dẫn luận, phần này là giảng viên nói thêm, bởi vì nó cũng rất là cần thiết, vì chúng ta sẽ phải học rất là nhiều cái môn ngoại ngữ ở bậc đại học, đúng không ạ? Chúng ta học tới hình như là 3 môn, đúng không? Hoa văn, rồi Anh văn, rồi gì nữa, tiếng Pali vào ạ, như có cả tiếng Sanskrit nữa. Cho nên cái phần dẫn luận rất là quan trọng. Chúng ta xem bài này thì có đã đưa một phần lên trên trang blog rồi. Cái bài thì thứ hai mà lớp sẽ chọn đề tài đó là một số vấn đề về tiếng Việt, đúng không ạ? Về tiếng Việt. Như vậy chúng ta đã xem tới phần tiến trình ngôn ngữ, một số vấn đề về phức thể ngôn ngữ, xem chưa? Có lẽ cái bài này thôi, chúng ta về còn một phần nhỏ nữa là loại hình, phải không ạ? Rồi một số vấn đề phức thể ngôn ngữ đó chúng ta xem thêm nhé, được không? Và từ bây giờ thì giảng viên sẽ xin phép nói rất là nhanh thì mới kịp được, phải không ạ? Có một số ý kiến thắc mắc là tại sao một số cái định nghĩa về syllable âm tiết ở trong phần dẫn luận, rồi một số quý vị là copy là dán lên là thấy nó khác nhau. Thì đây xin nói như này này, là chúng ta đọc cho kỹ một chút. Tức là phần dẫn luận, kiến thức dẫn luận là phần kiến thức chung cho tất cả các ngôn ngữ trên thế giới, đúng không ạ? Còn cũng là khái niệm âm tiết, nhưng mà đối với từng ngôn ngữ thì nó sẽ có một cái sự thay đổi, tức là khác đi một chút ít ở cái phần đặc trưng. Còn cái phần cơ sở thì cũng là giống nhau thôi, phải không ạ? Và trong đề thi thì cũng có một số cái câu hỏi về phần dẫn luận. Tức là hôm trước thì có một số ý kiến nói là bây giờ giảng viên bắt học nhiều quá, tất cả các tài liệu không thể kịp được. Thì thực ra là không phải ở đại học không bài bắt học thuộc lòng nhiều đến mức vậy đâu, phải không ạ? Chúng ta chỉ có đọc thôi, đọc qua và chúng ta ghi nhận các cái kiến thức cơ bản. Mà nếu mà chúng ta không nắm được hết thì là nắm những phần chính thôi. Nhưng mà khái niệm thì bắt buộc phải học, phải không ạ? Các concept thì chúng ta phải thuộc lòng. Bởi vì sao? Khái niệm là các nấc thang của sự nhận thức. Mà chúng ta không thuộc khái niệm thì rất là khó. Cho nên là trong cái phần trắc nghiệm á, thì cũng sẽ chỉ có hỏi mấy cái khái niệm thôi, chứ về thuộc lòng á, chứ không có hỏi chi tiết lắm đâu. Hầu như không có chi tiết thì cái này cũng nói thật như vậy, phải không ạ? Và đề thi thì chẳng có gì để mà giấu giếm hết. Và cái phần đề thi thì chỉ có cái phần trắc nghiệm chúng ta làm có thể là đề chung thôi, còn lại là cũng giống như một cái bài viết khoa học, một cái công trình nghiên cứu nhỏ. Không ai giống ai được hết, không ai làm giống ai đâu, phải không ạ? Thế chúng ta chú ý là, nhắc lại là chú ý khái niệm âm tiết, đúng không ạ? Âm tiết của dẫn luận ngôn ngữ syllable có thể đánh dấu ở trong đề cương. Khi học chúng ta có thể lấy đề cương chúng ta đánh dấu bên cạnh luôn. Nguyên âm, phụ âm, vân vân, mấy phần này xem về xem lại. Có trên ở trên trang web rồi, phải không ạ? Âm vị, âm tố,
âm vị là gì, âm tố là gì. Ví dụ những câu hỏi là rất là đơn giản là gì, âm vị là không hỏi âm vị là gì, âm tố là gì đâu, mà sẽ hỏi là đơn vị ngôn ngữ nhỏ nhất có chức năng phân biệt nghĩa là, xuống dòng A âm tố, B âm vị, C âm tiết, và D là từ. Và chúng ta chọn cái tình huống đúng nhất, đúng không ạ? Như vậy việc học trắc nghiệm là thi trắc nghiệm là hay nhất, chúng ta nắm được kiến thức rồi đánh dấu vô syllable, phần name, sao, âm tiết, âm vị, âm tố. Hệ thống điều vị vân vân, xem thêm nha. Mấy phần này có xem qua rồi. Hôm trước lớp B học nhanh hơn lớp chúng ta một ít. À hôm nay chúng ta lại lớp lại nhập lại hả? Hai lớp nhập lại à, đúng không? À hết khắc xuất bây giờ khắc nhập. Cái này là hậu quả là do chúng ta ý kiến nhiều quá, lớp chúng ta toàn nhà báo không à. Và chúng ta ý kiến như nào đó là sư Giác Hoàng rất là từ bi, chúng ta ý kiến sao là sư sẽ nghe theo thôi. À, đông quá chia lớp, chia xong lại nói là buồn quá nhập lại, không biết tuần sau có chia, kỳ sau không biết là sẽ đi tìm lớp ở đâu đây mới chia nữa không. Tuần sau có chia ông đây hay là chung lại đây? À khi thi thì chia hai phòng à, có hai phòng thôi, nhưng mà giám thị nghiêm lắm ấy. Sinh viên chính quy đang rất là đau khổ vì là bị bắt. Bị bắt là bỏ điện thoại quên túi công tác thôi, điện thoại kêu thế là giám thị lấy bài luôn. Thì chúng ta chú ý một chút, đúng không? Đây là những phần về vẫn là những phần về dẫn luận. Chúng ta xem phần tiếng Việt nha. Mấy phần dẫn luận chú ý thêm về căn tố, phụ tố, phụ tố trước, đứng trước là tiền tố, vào nào tiền tố, rồi trung tố, hậu tố, yếu tố lấy, vân vân, trong phần cấu tạo từ. Về sở chỉ của từ, nghĩa của từ, phần này nói thêm chút nữa. Về từ á, hôm trước chúng ta nói cái đơn vị nhỏ nhất của ngôn ngữ là đơn vị phát âm tự nhiên. Nhớ là có cái chữ tự nhiên thì nó sẽ là syllable, là âm tiết. Đơn vị phát âm tự nhiên nhỏ nhất của ngôn ngữ là âm tiết. Trong tiết chúng ta sẽ chia ra, đúng không? Chia ra là gì? Âm tố và âm tố. Example là ví dụ như là âm tố A. À xin lỗi, âm vị A và âm tố A, đúng không? Trong tiết sẽ chia nhỏ ra như vậy. Có nghĩa ngay từ cái đơn vị nhỏ nhất của hệ thống dấu hiệu ngôn ngữ thì với một cái vật chất ngôn ngữ thì chúng ta thấy là một cái đơn vị ngôn ngữ nhỏ nhất đầu tiên thì cũng sẽ có hai mặt, đó là mặt hình thức và mặt nội dung, đúng không ạ? Trong âm tiết khi chia ra những đơn vị nhỏ nhất đó là âm vị, ký hiệu như thế này phải không ạ? Âm tố là có cái dấu móc đó, khi chúng ta học ngoại ngữ thì sẽ phiên âm thì chúng ta sẽ để trong cái dấu hoặc là dấu móc. Thế thì chúng ta thấy là đơn vị nhỏ nhất của ngôn ngữ là đã chia ra hai mặt là hình thức và nội dung từ cái đơn vị đầu tiên. Cho nên bắt đầu từ cái cơ sở này, cũng giống như vạn vật trong tự nhiên, đúng không ạ? Tất cả những cái sự vật trong tự nhiên mà là ở cái dạng sinh tồn thì chúng ta thấy là nó sẽ có, bao giờ cũng sẽ có hai mặt là nội dung và cái hình thức bên ngoài. Thì ở đây ngôn ngữ chúng ta thấy cũng là những cái sinh ngữ, tức là những cái sinh thể là đang ở, hoặc là trạng thái là đang hành chức, đúng không? Đang là những sinh ngữ sống hoặc là trạng thái từ ngữ. Thì nó cũng đã từng là một sinh ngữ, cho nên là nó cũng tuân theo cái quy luật tự nhiên này là sẽ có hai mặt là nội dung và hình thức. Và đối với đơn vị mà nhỏ nhất là âm tiết thì chúng ta có hai đơn vị này, đến đơn vị lớn hơn một chút đó là hình vị, phòng nào mọc phem, rồi đến từ, cuộc cái đơn vị ngữ pháp từ. Thì chúng ta thấy cái tính hai mặt của hệ thống dấu hiệu ngôn ngữ càng thể hiện rõ hơn, đó là với cái khám phá đầu tiên của cái nhà ngôn ngữ học đặt nền tảng cho nền ngôn ngữ học thế giới là Ferdinand de Saussure năm 1913, thì ông đã tìm ra cái cấu tạo, phải không ạ? Cấu tạo của cái đơn vị lớn hơn trong hệ thống dấu hiệu ngôn ngữ đó là từ, đó là gì? Là ký hiệu C trên Y. Nhớ là C nhỏ và Y nhỏ. Chúng ta lên mạng chúng ta đánh CNI, chúng ta search thì là trên web thì là sẽ ra rất là nhiều cái khái niệm này.
Thậm chí có những khái niệm ở bên tin học, đúng không nào? Thì những cái khái niệm đó không phải là bên ngôn ngữ đâu. Không phải là sạc nha, không phải là viết C sạc Y, mà là C trên Y nha, C trên Y. Thì ở đây C đó, trong cấu tạo một từ, C là concept, concept phần nào là tức là khái niệm. Và Y là image phần nào, image tức là cái sự tưởng tượng về cái khái niệm đó, đúng không? Hay là hình ảnh, dịch sát nghĩa là hình ảnh, image phần nào là hình ảnh của cái từ đó hay là cái sự tưởng tượng đó. Thế thì đây là viết tắt của hai cái từ này. Và bất cứ một từ nào thì đều cũng đều có hai mặt, là người ta gọi là sở chỉ C và sở biểu, sở chỉ và sở biểu từ làm quen những từ này, hay còn gọi là C trên Y, phải không ạ? Cái điều này thì ít sách ngôn ngữ người ta viết lại lắm, bởi vì người ta coi đương nhiên chúng ta học ngôn ngữ chúng ta phải biết rồi. Ở đây thì xin nhắc lại như thế. C concept và Y là image đó. Và bắt đầu từ những cái đơn vị đầu tiên này thì chúng ta xem xét tất cả những cái vấn đề tiếp theo của hệ thống dấu hiệu ngôn ngữ, tức là từ rồi đến đến đoạn, phải không ạ? Đến ngữ, phrase, và đến cụm từ, đến ngữ, và sau đó đến đến câu, đến sentence, đến câu, rồi đến ngữ, rồi đến đoạn văn bản. Và cái đích cuối cùng của chúng ta của môn học đó là phần văn bản, tức là chúng ta phải soạn thảo văn bản dưới hai dạng nói và viết ở cái mức độ xuất sắc, đúng không ạ? Và chúng ta thấy chính vì những cái đặc điểm này, tức là từ những đơn vị nhỏ nhất của ngôn ngữ bao giờ cũng mang tính hai mặt là tính nội dung và tính hình thức, thì chúng ta thấy là hình thành lên năm cái cặp lưỡng phân trong ngôn ngữ học, người ta gọi là năm cặp lưỡng phân, đúng không ạ? Mà cái cặp lưỡng phân mà chúng ta phải quan tâm nhiều nhất đó là cặp lưỡng phân về ngôn ngữ và lời nói, ngôn ngữ lời nói, ngôn ngữ và lời nói. Nhiều khi chúng ta cũng không có phân biệt, đúng không ạ? Không phân biệt là ngôn ngữ và lời khác nhau như thế nào, đúng không ạ? Như những cái giai đoạn trước của xã hội loài người, khi mà thế giới chưa phẳng lắm, sự giao tiếp của con người chưa được đặt lên cái mức độ cao, đúng không? Thì như vậy là chúng ta sẽ thiếu cái sự hiểu biết lẫn nhau, và dẫn đến những hành động sai trái, ví dụ như là chiến tranh sắc tộc, rồi là chiến tranh giữa nước này nước kia, vân 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 vân. Nhưng mà đến thời đại ngày nay thì chúng ta thấy nhất là thông qua cái hành động mà không phát động chiến tranh của Tổng thống Obama mới rồi, thì đây cũng là một trong những cái biểu hiện của sự thành công trong đối thoại và giao tiếp của loài người, đúng không ạ? Đó, thì đến cái giai đoạn hiện nay chúng ta thấy là trước đây thì ngôn ngữ được chú trọng, còn bây giờ thì lời nói giao tiếp sẽ được chú trọng hơn. Đó, và chúng ta cũng vẫn đang học, tức là từ đầu đến cuối giảng viên cũng hướng dẫn chúng ta theo cái quan niệm hiện nay, tức là học theo quan niệm ngữ dụng học, đúng không ạ? Ngữ dụng học chứ không phải là theo những quan điểm truyền thống. Có nghĩa là chúng ta có thể là không nắm chắc lắm về danh từ, động từ, tính từ, rồi câu đơn, câu ghép, vân vân và vân vân. Nhưng mà do thói quen thì chúng ta lại viết văn bản và giao tiếp rất là tốt, thì như vậy là được rồi, phải không ạ? Và khi làm bài cũng như là khi nghiên cứu tất cả các vấn đề, chúng ta cũng nên theo cái xu hướng này, tức là xu hướng của ngữ dụng học. Hồi nãy là cái bảng về cấu tạo từ nói chung, vân vân. Phần này chúng ta xem thêm bởi vì dài quá, đúng không ạ? Và những quý thầy cô anh chị nào chúng ta cần nghiên cứu thêm hay làm đề tài phần này, chúng ta sẽ xem thêm. Cái bài này đã đưa lên trên mạng rồi nha, đưa lên mạng rồi. Và nắm chắc được cái phần dẫn luận thì chúng ta học những phần khác về tiếng Việt sẽ nhanh hơn. Chạy xuống cái bài về sự phát triển ngôn ngữ, nguồn gốc ngôn ngữ. Phần này rất là hay, nếu mà ai chọn đề tài phần này thì cũng tốt, phải không ạ? Và ngay làm bài thi như vậy thôi, không phải là làm bài thi chúng ta thoát ly ra hoàn toàn môn học, phải không ạ? Có thể là một trong những cái đoạn kiến thức trong chương trình chúng ta sẽ lấy để làm bài thi. Tất nhiên là sẽ có cái sự phân tích rồi ví dụ của mình nữa. Những giai đoạn của sự phát triển ngôn ngữ qua 4 giai đoạn: tiếp xúc ngôn ngữ, chúng ta cũng chú ý lại. Tiếp xúc ngôn ngữ tức là ngôn ngữ có một cái đặc tính nữa là sẽ có sự tiếp xúc, đúng không ạ?
những vùng quốc gia, những vùng lãnh thổ mà ở cạnh nhau hay là các dân tộc mà sống gần nhau thì bao giờ cũng sẽ có sự giao thoa ngôn ngữ, có sự tiếp xúc. Và những người mà có khả năng nói hai ngôn ngữ người ta gọi là người song ngữ. Hầu hết hiện nay chúng ta là người song ngữ và lên đến bậc học ở đây, học đại học thì dù muốn dù không chúng ta cũng phải học thêm một ngoại ngữ và trở thành người song ngữ. Mấy phần này xem rồi đúng không? Về phong cách ngôn ngữ, đây là những vấn đề chung của dẫn luận, chúng ta cũng đừng có lo lắng quá đúng không nào? Vì là xem chung rồi sau đó lại đi cụ thể trong tiếng Việt. Thì liên quan đến bài thi thì chỉ có một phần như này. Chúng ta chưa xem nhiều về phong cách văn bản, nhưng mà trong cái phần kiến thức mà để mà hạn chế thi vì là 50% chương trình thì sẽ có cái phần từ trong đó có một cái mục là từ phong cách. Chúng ta cũng chú ý thêm, bởi vì rút kinh nghiệm bên lớp chính quy thì giảng viên nói rất nhiều, nhưng mà vì sinh viên còn trẻ tuổi cho nên là không có chú ý, đúng không ạ? Không chú ý lắm cho nên là đến lúc làm bài thi thì là rất là đôi khi cũng bỡ ngỡ. Thì trong cái phần thi mà giữa kỳ này á, thì do cái yêu cầu chương trình có một nửa thôi cho nên là sẽ không có đặt nặng cái phần phong cách văn bản, mà sẽ hỏi về từ thôi. Từ phong cách tức là trong các lớp từ được phân loại thì sẽ có cái lớp từ gọi là từ phong cách, có nghĩa là với văn bản nào thì sẽ có cái lớp từ riêng của phong cách đó. Tức là mục đích là kiểm tra cái phần từ phong cách trong bài viết thôi. Còn về cấu trúc văn bản, liên kết văn bản thì chưa nói nhiều. Thì gồm có là phong cách khẩu ngữ, nghệ thuật, khoa học hành chính, thông tấn, báo chí và chính luận. Như vậy chúng ta về nhà cũng chuẩn bị những cái bài viết về những cái phong cách này để mà có thể làm bài, đúng không ạ? Ở nhà chúng ta đã xem chưa và đã luyện tập chưa ạ? Gọi là hư hư ảo ảo. Nhắc lại luôn, coi như là ôn thi luôn đấy nha. Sao ạ? Sao cô? Như thế nào ạ? Hướng dẫn hết một buổi rồi. Lớp này là ưu tiên, chúng ta hướng dẫn hết buổi rồi. Nhưng mà chúng ta nhiều ý kiến quá. Giảng viên nói thật bây giờ là từ sư Giác Hoàng cho đến cô Phương cho đến các giảng viên hiện nay là đang suy nghĩ, không biết lớp đào tạo từ xa có nguyện vọng gì, mà ý kiến lúc thì như thế này, lúc thì bên phải, lúc bên trái, không biết như thế nào để mà nghe theo, đúng không? Ôn thi thì chúng ta thắc mắc là cô chẳng dạy gì cả, cô toàn ôn không à, có học đâu mà ôn. Mà không ôn thì chúng ta ôn rồi, ôn hết buổi rồi đó, thì chúng ta lại nói là cô chẳng ôn gì hết, phải không ạ? Cho nên là rất là choáng váng, vô cùng choáng váng. Và thôi bây giờ đợi phản hồi trên mạng thôi, chúng ta muốn như thế nào thì chúng ta cứ nói, chứ còn với trách nhiệm, trước hết là trách nhiệm, đúng không ạ? Thì đến những giai đoạn này và đối với cái hệ đào tạo từ xa thì thầy cô gọi là phải hết khả năng để mà giúp chúng ta học nha. Nhưng mà xin là bây giờ, từ bây giờ là chúng ta ý kiến thống nhất đi, nói một ý kiến thống nhất thôi, chứ đừng nói nhiều ý kiến mà nó trái ngược nhau thì là không biết làm sao để mà đáp ứng để cho chúng ta hài lòng hết á, đúng không nào? Cay lắm ha. Và đây cũng là gì? Đây cũng là một cái thất bại đầu tiên của môn tiếng Việt thực hành. Đó là ngay từ đầu trong phần dẫn luận giảng viên đã nói rồi, chúng ta sẽ học theo cái hướng là học hành chức, đúng không nào? Học ngôn ngữ dưới cái dạng hành chức, chứ không phải là suốt ngày là chúng ta giảng viên không có đặt nặng cái chuyện kiểm tra chúng ta là chính tả dấu hỏi dấu ngã, rồi là đây là danh từ hay động từ hay tính từ, hay là phân tích câu, chủ đâu, chủ ngữ đâu, vị ngữ đâu. Không phải phần nào, mà chúng ta sẽ đưa những cái thứ cơ bản đó biến thành lời nói cũng như là thành văn bản, đặc biệt là trong giao tiếp, đúng không ạ? Bây giờ lớp chúng ta cũng chưa có làm được cái bài thuyết trình cho nên là phần này cũng đang còn, tuy là các anh các chị quý thầy cô thì chúng ta ở trong môi trường tu hành thì phần nhất, nhưng mà các anh chị ở bên ngoài đôi khi chúng ta thì các thầy cô cũng rất là hiểu tâm lý chúng ta đang rất là hưng phấn vì là chúng ta trở thành sinh viên của học viện. Nhưng mà giảng viên nghĩ là chúng ta được
trở thành sinh viên học viện cũng là một quá trình phấn đấu gian khổ, đúng không ạ? Phải thi rồi phải vất vả chứ không phải là tự nhiên mà chúng ta học ở đây. Thì cũng xin là chúng ta hãy quý trọng cái những cái công sức lao động chúng ta đã đạt được, chứ đừng có nhiều ý kiến chúng ta coi như là phủ nhận cái chính cái công sức của mình. Và thái độ của chúng một số nhiều người, đặc biệt ở đây xin lỗi các quý thầy, các quý thầy cô phải không ạ, một số quý vị Phật tử, chúng ta cũng nên xem đây là thôi, về cái mặt cá nhân thì đừng có nghĩ giảng viên là gì hết, nhưng mà về cái trách nhiệm mà muốn học đó là chúng ta học xong chúng ta phải đảm bảo là giao tiếp tương đối thành công, đúng không ạ? Thì chúng ta đừng có tự phủ nhận chính cái công sức của mình. Học viện dạy như thế này như thế kia, thầy cô như thế này như thế kia, rồi vân 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 vân, tức là chúng ta cũng tự là xem nhẹ cái công sức của mình và cái danh dự mình, danh hiệu của mình đang ngồi đây thì cũng không nên lắm, đúng không ạ? Và về mặt môn học thì như vậy là cái bài học thực hành đầu tiên về phần thuyết trình thì không thành công, cho nên chúng ta cũng xem lại. Và từ bây giờ thì tập trung vào phần ôn thi, chúng ta đừng có đưa ý kiến như vậy. Nói thật, nhiều khi là giảng viên và ngay cả nhân viên cũng, cô Phương cũng vậy, ta choáng váng không biết là chúng ta định như thế nào. Lúc thì chúng ta nói là phải như thế này, lúc thì như thế kia, và đều làm theo hết, đúng không ạ? Cho nên là từ bây giờ thì về cái phần ôn tập á, nếu mà cần trao đổi gì riêng phòng ạ, thì chúng ta có thể là gọi điện thoại hoặc là giảng viên sẵn sàng gặp để mà tiếp chỉ chúng ta. Nhưng mà còn về kiến thức ôn tập thì cái môn mà chúng ta có thi cái môn phương pháp nghiên cứu khoa học không? Có phải không? Môn học này thầy Quang Thạnh cũng giảng rất là kỹ, trong đó thái độ khoa học đó là thái độ đối với khoa học là chúng ta phải có một cái lòng tin nhất định, đúng không ạ? Có một lòng tin nhất định đối với cái ngành khoa học, đối với cái môn khoa học và đối với đề tài khoa học mà chúng ta đang nghiên cứu. Ở đây cái lòng tin của chúng ta có lẽ nó chưa được nhiều lắm. Thì cũng giảng viên cũng muốn nói một điều là chúng ta cứ tin đi phòng ạ. Đối với môn học tiếng Việt thực hành, giảng viên cũng như là các thầy cô khác mà dạy ở học viện thì là những người mà chúng ta đáng tin và nên tin. Vì chúng ta không có tin ai hết thì cuối cùng mất phương hướng và không có học để thi được. Chỉ như thế thôi. Chứ còn bây giờ ai chúng ta cũng phản bác hết, không, chúng ta thấy không có một thầy cô nào đáng để dạy chúng ta hết, có nhiều ý kiến như thế đấy thì rất là khó phải không ạ? Còn về phía các thầy cô thì là chuyện này cũng bình thường thôi, không sao hết, vì giữa chúng ta là môn học chứ không phải là quan hệ cá nhân, đúng không nào? Cho nên chúng ta phải có một cái lòng tin nhất định vô cái môn học của mình đang học, vô những cái giáo trình, những bài vở, những phần tài liệu tham khảo và những phần hướng dẫn của các giảng sư thì chúng ta mới có một cái định hướng để mà học. Và đây cũng là một cái nội dung trong lời nói, trong cái yêu cầu thực hành về lời nói, không ạ? Sẽ có một cái chuyên đề về ngữ dụng học, tức là thiết lập làm sao để thiết lập một cái kênh giao tiếp. Mục đích của môn học này chỉ là như thế thôi, thiết lập kênh giao tiếp giữa người phát ngôn, người thủ ngôn, và ở giữa phải thiết lập cho bằng được một cái kênh giao tiếp để hai bên có thể là truyền tải thông tin, và mục đích cuối cùng là nắm thông tin và có một cái sự hiểu biết lẫn nhau, phải không ạ? Thì mục đích cuối cùng là như vậy. Và cái này thì giảng viên không có giảng viên nào là hướng dẫn được hết á, bởi vì là nó là trong tâm ý của chúng ta rồi. Khi mà chúng ta cứ lúc nào cũng thắc mắc bắt bẻ mà không có một cái niềm tin nào hết. Chứ ngay bản thân giảng viên khi mà được dạy ở học viện này thấy cảm thấy rất là may mắn, bởi vì là các giảng sư của chúng ta toàn là những quý thầy cô mà có cái học thức rất là yên tâm, không ạ? Về phương pháp thì là hầu hết tốt nghiệp ở các học viện ở nước ngoài, hôm trước giảng viên có nói rồi, cho nên là phương pháp học là rất là hiện đại. Đôi khi chúng ta cảm thấy là không có ai hỏi đến, thực ra đó là cái phương pháp hiện đại nhất, tức là chúng ta tự do phát huy hết tất cả những khả năng của mình. Đó, cho nên là cũng xin nói lại một cái điều nho nhỏ như vậy thôi, phải không ạ? Là chúng ta nên có một cái niềm tin đối với cái môn học, bất cứ môn học nào chúng ta đang học. Còn riêng với cá nhân thầy cô thì ví dụ chúng ta không có cảm tình, hay là không thích, hay là không muốn học, thì chuyện đó là rất là bình thường, đúng không ạ? Và trong cái sự thiết lập kênh giao tiếp thì sao? Trong kênh giao tiếp thì không phải lúc nào là tất cả mọi người cũng thành công, đúng không? Người phát ngôn, chúng ta xem thêm phần này.
trong ngữ dụng học phải thiết lập phòng nào. Một khi là con người đã đối diện với nhau thì bắt buộc phải đối thoại, là phải thiết lập hai vai. Thứ nhất là người phát ngôn, và mối quan hệ này sẽ có là mối quan hệ hai chiều, đúng không? Người phát ngôn với người thụ ngôn. Có khi chúng ta ở cái vai người phát ngôn, có khi chúng ta ở cái vai người thụ ngôn, đúng không ạ? Và mục đích cuối cùng là ở giữa chúng ta phải thiết lập được một cái kênh giao tiếp này thì phải thỏa mãn được hai điều kiện, hai mục đích thì chúng ta mới giao tiếp với nhau. Đó là thứ nhất là về mặt tri thức, hiểu biết thì chúng ta sẽ thu nhận được thêm những hiểu biết nhất định. Hai là về mặt quan hệ giao tiếp thì chúng ta cũng sẽ đạt được một cái mức độ nào đó, nếu không thành công lắm thì ít nhất cũng sẽ có sự đầu tiên là thông cảm, sau đó là đến hiểu biết, cuối cùng là sẽ có cái sự tương đồng, đúng không ạ? Thì mục đích của những cái phần học tập tất cả đều nằm trong tiếng Việt hết, cho nên là thực sự mà nói giảng viên cũng cảm thấy rất là buồn khi mà nghe những cái phản hồi của nhân viên vân vân, vì như thế có nghĩa là cái bài đầu tiên là giảng chưa thành công, đúng không ạ? Thì cũng mong chúng ta chú ý thêm phần này một chút thôi. Bây giờ đối với phần tiếng Việt á, tất cả những kiến thức cơ bản về phần dẫn luận chúng ta sẽ phổ vào trong cái phần tiếng Việt, bởi vì tiếng Việt cũng là một trong những ngôn ngữ mà nằm trong những quy luật chung này. Hôm trước chúng ta xem sơ đồ này rồi đúng không? Ở lớp B như xem rồi đúng không? Tức là chúng ta về tập vẽ cái sơ đồ của bộ máy phát âm, phải không ạ? Bộ máy phát âm của con người. Học xong môn này thì mỗi người phải tự vẽ cho được một cái hình như thế này, phải không ạ? Tự vẽ, vẽ trên máy luôn, và vẽ bằng tay, vẽ trên máy luôn, rồi sau đó thì chúng ta điền các cái phần chú thích vô. Vẽ như thế nào? Chúng ta lấy cái phần accessory ở trên cuộc lên ta vẽ thôi, và nên luôn nhớ là sẽ vẽ cái khuôn mặt nghiêng, phải không ạ? Vẽ nghiêng từ, tức là chúng ta sẽ nhìn sang phía bên trái chứ không phải nhìn bên phải. Đây quy ước quốc tế nha. Chúng ta khi mà sờ trên mạng á, thì sẽ có thêm, bây giờ người ta sẽ bổ sung thêm là cái phần buồng phổi nữa, cũng tham gia vô cái cơ quan, là một trong những cơ quan quan trọng để phát thanh. Môi, răng, lợi, ngạc cứng, ngạc mềm, lưỡi gà, phải không ạ? Lưỡi gà hay là lưỡi con á, rồi lưỡi, nắp họng, dây thanh, khoang miệng, khoang mũi. Cái hình này lấy ở đâu ạ? Trên mạng cũng có. Rồi tôi được rồi, có thể là giảng viên sẽ dán lên phết lên cái phần bài dẫn luận cho chúng ta nhớ qua như vậy. Đây là những cơ quan mà tham gia vô phần phát ra âm thanh, phòng nào. Và có thêm một cái phần nữa cũng rất là chính xác, đó là phổi, xong ạ, phổi. Và nhắc lại quy tắc là vẽ nhìn cái mặt sẽ nghiêng sang phía bên tay trái chứ không phải bên tay phải, thế thôi, phòng ạ. Để xem qua phần này nhé. Một số quy ước quốc tế nhắc lại về sơ đồ phát âm tiết, tức là phát ra âm, những cái âm âm tiết, phải không ạ? Ngữ âm hay là âm thanh của con người trong tiếng nói. Thì đối với một syllable khi chúng ta phát âm á, nhắc đi nhắc lại là đối với âm tiết thì chúng ta phải nhớ phân biệt với âm tố là gì. Âm tố là đơn vị phát âm được định nghĩa là nhỏ nhất mà không chia cắt ngữ đoạn được nữa, tức là không thể chia nhỏ ra được nữa. Còn âm tiết thì lại là cũng là đơn vị phát âm, nhưng mà có thêm chữ là tự nhiên nhỏ nhất của con người, đúng không ạ? Còn âm vị thì là đơn vị ngữ âm nhỏ nhất mà có chức năng phân biệt nghĩa và nhận diện từ, tức là nó sẽ thuộc về image, tức là cái nội dung chứ phải là concept, phải không ạ? Đối với âm tiết thì nhắc lại là khi chúng ta phát âm bao giờ cũng sẽ làm sao người ta vẽ được cái sơ đồ này, tức là có những cái máy quang phổ, phải không ạ? Những cái máy quang phổ người ta đo cái âm thanh,
Và khi phát âm thì sẽ tạo ra cái đồ thị hình sin như thế này. Đối với một âm tiết, cái đỉnh của cái đồ thị hình sin đó bao giờ sẽ là cái âm tiết chính, đúng không ạ? Cái nguyên âm chính của âm tiết đó. Và chúng ta chú ý, nếu mà nghiên cứu sâu về ngữ âm phòng nào, intonation thì chúng ta thấy là in, chúng ta từ phát âm từ xa mà in, thì như vậy là âm tiết y nó sẽ ở cái đỉnh cao, đúng không? Từ quan sát đây, in chơ, khi chúng ta phát âm đến chơ chúng ta phải lên giọng, đúng không ạ? Nơi phòng ạ, ai đó, như vậy là a sẽ là cái âm tiết đỉnh. Sure. No. Đó, thì đây là cái quy tắc về phát âm. Có nghĩa là bao giờ trong âm tiết chúng ta phát âm thì cũng phải tìm cho ra cái đỉnh âm tiết để phát âm cho đúng. Đó. Về tiếng Việt, khái quát chung đối với lịch sử tiếng Việt, đây là những cái đề tài nghiên cứu rất là hay, phải không ạ? Điều đầu tiên ta khẳng định là có trong đề cương rồi, nói qua thôi, là tiếng Việt thì được xuất phát phải không ạ? Hay xuất hiện từ trên giải đất Việt Nam, chứ không phải là cái ngôn ngữ ngoại lai mà mang vô đất Việt. Và chúng ta khẳng định là tiếng Việt của chúng ta là xuất hiện ở trên giải đất Việt do người Việt sáng tạo ra. Và đây là một cái vùng mà có thể nói là một trong những cái nôi văn minh của loài người, đó là vùng Đông Nam Á. Về nguồn gốc thì tiếng Việt thuộc nhóm Việt Mường và ngữ hệ Nam Á. Ngữ hệ Nam Á, họ Nam Phương. Nhớ như vậy phải không ạ? Vì trước đây có nhiều quan niệm cho là tiếng Việt thuộc nhóm Tây Thái, tức có nghĩa là sẽ có những quan hệ với các ngôn ngữ phương Bắc. Nhưng mà điều này thì không có chính xác về mặt khoa học, cho nên chúng ta nhớ là thuộc nhóm, thứ nhất nhóm Việt Mường, phải không ạ? Họ Nam Phương và ngữ hệ Nam Á, tức là cái nhánh Nam Á. Có nhiều cái dấu tích trong tiếng Việt mà chúng ta thấy có nhiều nét tương đồng với các ngôn ngữ Nam Á, Malaysia, Indonesia, phải không ạ? Khmer, vân vân. Để nói được một điều đơn giản này thì trải qua rất là nhiều cái sự đấu tranh về khoa học cũng như là rất là nhiều biến cố. Phải không ạ? Hôm trước có nói ở bên lớp B rồi, chúng ta chú ý, tức là khi mà công nhận là tiếng Việt là thuộc ngữ hệ Nam Á thì sẽ liên quan đến rất là nhiều vấn đề chính trị. Ở đây chúng ta cũng thấy là vì khoa học đôi khi là có khoa học đi theo con đường riêng để tìm ra chân lý, cho nên là sẽ có những vấn đề mà về mặt chính trị thì không được phép nói, đúng không ạ? Cho nên chúng ta phải có cái thái độ là đối với khoa học thì chúng ta tôn trọng sự thật chân lý, nhưng mà đối với chính trị cái gì nên phổ biến rộng rãi ra, cái gì thì không. Chứ còn chúng ta lát nữa về đừng có đưa lên Facebook là tiếng Việt theo cô giáo nói ngữ hệ Nam Á, nghĩa là trong tiếng Việt nhiều tiếng Khmer, nghĩa là chấm chấm chấm, chỗ nào có cây thốt nốt thì đó là đất người Khmer, không ạ? Là những vấn đề nhạy cảm hiện nay về chính trị, nên là cũng xin nhắc thêm như thế. Một điều khẳng định nữa là tiếng Việt có một sức sống rất là mãnh liệt từ thời thượng cổ, phải không ạ? Và trải qua cái lịch sử thăng trầm của dân tộc thì đã từng là cả ngàn năm đô hộ của phong kiến phương Bắc. Và người phong kiến phương Bắc, ở phong kiến phương Bắc thì chúng ta thấy là ra sức đồng hóa người Việt cả về văn hóa cũng như về tiếng nói chữ viết, nhưng mà họ đã thất bại. Và qua những cái thăng trầm của lịch sử đồng hành cùng với dân tộc thì như vậy chúng ta thấy là tiếng Việt chúng ta ngày càng thể hiện cái sức sống rất là mãnh liệt. Phần này chúng ta cũng phải khẳng định. Và về mặt khoa học thì tại sao tiếng Việt lại có cái sức sống mãnh liệt như vậy, thì chúng ta lại quay lại, chúng ta chứng minh bằng những cái đặc điểm về âm, ngữ âm, về cấu tạo từ của tiếng Việt, phải không ạ? Về lịch sử là ở thế kỷ thứ 5 trước công nguyên đến năm 1858 thì tiếng Việt vẫn phát triển dù bị đô hộ 10 thế kỷ rồi có chữ viết riêng là chữ nôm vào thế kỷ thứ 10. Năm 1858 là mốc lịch sử gì ạ? Thực dân Pháp xâm lược Việt Nam. Như vậy là đến năm 1858, phải không ạ? Tiếng Việt chúng ta phát triển về tiếng nói và về chữ viết thì chúng ta cũng, với cái tinh thần độc lập tự chủ ở thế kỷ thứ 10, phải không ạ? Sau khi giành được lại được cái nền độc lập tự chủ đất nước, nhất là ở thời Lý Trần khi mà Phật giáo là quốc giáo, thì chúng ta thấy là đây là cái thời kỳ hưng thịnh, có thể nói là rất là hưng thịnh trong lịch sử phong kiến, chế độ phong kiến của dân tộc. Và những cái đời sau thì không có tìm lại được, phải không ạ? Thì như vậy chúng ta thấy là trong thời kỳ này với tinh thần độc lập tự chủ cha ông chúng ta đã cố gắng tìm ra cái chữ viết riêng của mình là chữ nôm. Chữ nôm. Trên cơ sở chữ viết có sẵn đó là chữ Hán. Về cái sức sống mãnh liệt của tiếng Việt thì chúng ta khẳng định một số cái nét như thế, phải không ạ?
Và đây cũng là một trong những cái đề tài mà chúng ta nên làm. Một cái đặc điểm nữa là do có quá trình lịch sử Việt đô hộ hàng ngàn năm để tiếp xúc với tiếng Hán trong một thời gian dài, cho nên dù muốn dù không thì tiếng Việt cũng phải chịu ảnh hưởng của tiếng Hán, đúng không ạ? Và như vậy là cái vốn từ Hán Việt á, trong tiếng Việt chúng ta chiếm từ 60-70%. Tuy nhiên người Việt thì rất là năng động, phải không ạ? Và không có phát âm những cái từ gốc tiếng Hán theo đúng âm Hán Việt, âm Hán mà phát âm theo cái âm của người Việt, cho nên là gọi là từ Hán Việt. Bây giờ về đặc điểm tiếng Việt, những phần này chúng ta chú ý một chút. Đặc điểm lớn nhất là đặc điểm ngữ âm. Ngữ âm đối với đơn vị tiếng, phải không ạ? Trong tiếng Việt có một cái đơn vị hay là một cái từ để chỉ ngữ âm, đó là tiếng. Tiếng có nghĩa là sao đây, có nghĩa là khi chúng ta phát âm ra thì cái từ đó ra thì mới gọi là tiếng. Và trong các ngôn ngữ Ấn Âu cũng như là một số ngôn ngữ đơn lập, chúng ta thấy là chúng ta đã xem rất nhiều là từ âm tiết, từ đơn vị âm tiết, phải không ạ? Là đơn vị mà tiềm tàng về mặt ngữ pháp thì kết hợp với các cái âm tiết khác mới tạo ra những cái hình vị mọc phèm. Từ các hình vị này chúng ta thấy tạo ra từ, đúng không ạ? Có nghĩa là các mọc phèm, các hình vị chưa hẳn đã là từ, nhưng mà nó có khả năng tạo ra từ và nó đóng cái vai trò ngữ pháp ban đầu. Thì với các từ là cái đơn vị cơ bản của ngữ pháp thì mới có thể tạo ra câu, tức là mới có thể là chuyển sang đơn vị lời nói là để giao tiếp được, phải không ạ? Không ai mà nói những từng từ để mà giao tiếp hết, đúng không? À, thì cái đơn vị trong tiếng Việt có một đặc điểm đặc trưng riêng, đó là trong tiếng Việt syllable âm tiết thường là trùng với hình vị mọc phèm và trùng với từ, và cái đơn vị, cái từ người Việt dùng để gọi những cái đơn vị này là tiếng. Đây là đặc trưng lớn nhất, và khi làm bài, khi làm đề tài, khi học vân vân, chúng ta phải luôn luôn nhớ, đúng không ạ? Ví dụ như là an, anh, đây là một syllable, phải không ạ? Cũng là một mọc phèm, cũng là một từ, và người Việt chúng ta gọi là một tiếng. Trong đề cương có đó. Đặc điểm thứ hai là trong ngữ âm tiếng Việt có rất nhiều từ tượng thanh và tượng hình, phải không ạ? À, điều này nó phản ánh cái tư duy hồi nãy có dừng lại ở cái trang dẫn luận là ý kiến của các Marx. Ngôn ngữ là hình thức rõ nét nhất của tư duy, đúng không ạ? Ngôn ngữ thì biểu thị tư duy, và tư duy thì phải được thể hiện ra dưới hình thức là ngôn ngữ. Tư duy và ngôn ngữ giống như là hai mặt của một tờ giấy. Thì cái nguyên lý là một trong những cái đặc điểm ngôn ngữ chúng ta nhớ, phải không ạ? Và như vậy là do người Việt chúng ta thì rất là giàu tình cảm, rất là tinh tế, suy nghĩ sâu sắc, đúng không ạ? Cho nên cũng dẫn đến cái hiện tượng là tiếng Việt thì rất là nhiều từ tượng hình tượng thanh. Ví dụ như là lanh lảnh, long lánh, anh ánh. Từ tượng thanh là những từ như thế nào ạ? Từ tượng thanh là những từ mà chúng ta bắt chước cái âm thanh của tự nhiên, phải không ạ? Bắt chước âm thanh tự nhiên. Róc rách, xào xạc, hôm trước có nói ở trên lớp một lần rồi, phải không ạ? Đó là những từ tượng thanh mà nếu như là quý thầy cô nào làm ngay làm bài thi, phải không ạ? Bài viết cái câu số 3 đó, bài viết hay là làm đề tài, chúng ta chỉ cần viết về vài từ, tức là nghiên cứu về cái những nhóm từ tượng thanh hay tượng hình trong tiếng Việt cũng là một bài rất là hay, rất là độc đáo, đúng không nào? Đó, chúng ta có thể là viết về từ tượng thanh hay từ tượng hình cũng được. Mình liệt kê ra thì đó là cái phần mà đóng góp của chúng ta. Rồi một đặc điểm nữa trong ngữ âm, đó là trong tiếng Việt thì khi chúng ta nói nó thành lời hay là thành câu thì bao giờ cũng có một cái sự hài hòa về ngữ âm và lời nói, có nhạc điệu. Phần này hôm trước có nói rồi, đúng không ạ? Khi mà các giáo sĩ phương Tây sang Việt Nam truyền giáo thì họ rất là ấn tượng với tiếng Việt, phải không ạ? Khi mà nghe người Việt nói thì họ, cái nhận xét lớn nhất của họ là người Việt Nam nói nghe như là hát, tức là du dương trầm bổng và rất là êm ái, đúng không ạ? Cho nên là trong cái phần phát âm thì sẽ có sự hài hòa về ngữ âm, về nhạc điệu. Ví dụ cái câu thơ Kiều, long lanh đáy nước in trời. Câu 2 là gì ạ? À đúng rồi, chúng ta nhớ. Thành xây khói biếc, non phơi bóng vàng. Khi chúng ta đọc cái câu thơ Lục Bát này lên thì có một cái sự hài hòa về nhạc điệu, gọi là có nhạc tính. Cho nên những bài thơ của các tác giả, các nhà thơ thì thông thường được phổ nhạc rất là dễ dàng. Đặc điểm thứ hai về từ vựng.
song ngữ âm đến từ của tiếng Việt là đã nói đến từ thì chúng ta sẽ nói đến meaning, tức là đến nghĩa của nó, phải không ạ? Đến nghĩa của nó, từ. Và quay lại cái khái niệm là C trên Y, nói đến từ là bao giờ cũng sẽ có hai mặt là concept, khái niệm, phải không ạ? Và thứ hai là image, tức là hình ảnh mà khái niệm đó gợi ra. Có nghĩa là sao ạ? Nói đến đơn vị từ là bao giờ cũng nói đến đơn vị nghĩa, meaning. Khi hình vị đó chứa đựng đầy đủ hai yếu tố là C và Y, nó gợi ra một cái hình ảnh nào đó thì chúng ta mới gọi nó là một từ. Chẳng hạn như là chúng ta thấy hình ảnh đây là bình hoa, đúng không ạ? Cái hình ảnh thực tế là bình hoa, khái niệm là một bình hoa, phải không ạ? Thì chúng ta nhìn khái niệm này và cái từ bình hoa này, tức là cái gọi là cái tính bỏ đoán, một cái đơn vị mà ngôn ngữ chỉ cái sự vật này, người Việt chúng ta gọi là bình hoa, đúng không? Hay là hoa. Thì nó cũng chứa đựng hai cái yếu tố là khái niệm đây là chỉ một loài thực vật mà trong thời kỳ gọi là sinh sản, đúng không ạ? Những cái bông nó nở ra đó. Rồi cái phần image, tức là hình ảnh, là đây là những cái loài thực vật mà trong cái thời kỳ gọi là đẹp nhất, rực rỡ nhất của chu trình sống, đúng không ạ? Với cái phần tưởng tượng, tức là nếu mà chúng ta mơ màng nghĩ theo hướng thơ văn thì chúng ta sẽ thấy là những cái hình ảnh hương thơm rất là thơm, bông hoa ngát hương, hoa thì có những màu sắc rất là xinh đẹp, vân vân. Còn email đối với những người mà về mặt sinh vật học thì họ sẽ lý luận là đây là loài thực vật trong thời kỳ sinh sản và khi nó nở hoa thì với mục đích là thụ phấn, rồi là để mà tạo ra những cái hạt, phải không ạ? Vân vân. Đó. Còn đối với những người mà làm nông nghiệp chẳng hạn thì họ sẽ email, tức là họ sẽ nhìn hình ảnh và tưởng tượng theo cái hướng khác là gì? Cái loài hoa này có nên là trồng ở đây không? Có thích hợp hay không? Vân 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 vân. Phải không ạ? Có khó không ạ? Tất nhiên là chúng ta phải tưởng tượng chút, tức là bây giờ hễ mà cái đơn vị nào, phòng nào được gọi là một từ thì nó phải đảm bảo hai cái đặc điểm là có concept và có image, tức là có khái niệm, và đồng thời khái niệm đó sẽ gợi ra chúng ta một cái hình ảnh, một cái sự tưởng tượng nhất định, đúng không ạ? Thì mới được gọi là một từ. Như vậy thôi. Từ từ chúng ta hiểu, phải không ạ? Cho nên trong tiếng Việt á, trong tiếng Việt đơn vị được gọi là tiếng, tức là cũng trùng với từ, trùng với âm tiết thông thường ấy, thì bao giờ cũng có nghĩa. Nó thông thường nó có nghĩa bởi vì nó sẽ là một từ. Và một ngôn ngữ mà muốn là một sinh ngữ luôn ở cái trạng thái phát triển, phải không ạ? Thì nó phải có một cái phương thức, những cái phương thức để mà tạo ra những từ mới thì mới có thể là ngôn ngữ đó mới có thể là được gọi là có sức sống. Thì tiếng Việt là một trong những ngôn ngữ có sức sống mãnh liệt, đó là do cái phương thức cấu tạo từ gồm hai phương thức chính, đó là lấy và ghép. Phương thức lấy từ một yếu tố ban đầu, ví dụ như là một cái từ ban đầu là ăn, thì chúng ta có thể là ghép với những yếu tố khác để tạo ra những từ mới rất là nhiều, phải không ạ? Cùng một cái trường nghĩa, ăn thì chúng ta có thể ghép với từ khác là ăn rồi làm ăn, phải không ạ? Vân vân. Ăn uống, học thì học tập, học hành, vân vân, phải không ạ? Cùng trường nghĩa. Như vậy từ một cái từ ban đầu thì chúng ta đã với cái phương thức gọi là phương thức ghép, chúng ta tạo rất là nhiều từ. Phương thức lấy, ăn thì ăn đây là lấy lại cái phần vần, phải không ạ? Phương thức lấy thì là rất là nhiều cái từ mà theo phương thức lấy. Lấy thì gồm có là gì? Lấy phụ âm đầu, hay là lấy phần vần, hay là lặp lại thanh điệu, vân vân. Thông thường là lấy phụ âm đầu hay là lấy phần vần thì sẽ tạo rất nhiều từ mới. Lanh lảnh, thánh thót, phải không ạ? Thánh thót thì là lấy phụ âm đầu, lanh lảnh lấy phần vần, vân vân. Từ hai phương thức này thì tiếng Việt sẽ có một cái cách thức để mà tạo rất là nhiều từ mới, phải không ạ? Thứ ba là về đặc điểm ngữ pháp. Đặc điểm ngữ pháp đó là từ vựng. Có cái khái niệm là từ vựng, có nghĩa là những cái từ mà có khả năng kết hợp với những từ khác để tạo ra cái đơn vị lớn hơn là câu, người ta gọi là từ vựng, phải không ạ? Thì từ vựng hầu như không biến đổi hình thái, không biến đổi hình thái. Có nghĩa là tiếng Việt chúng ta không có chia thời thể, phải không ạ? Với cái thời, cái thể nào thì hầu như từ, nhất là các cái động từ vẫn giữ nguyên cái đặc điểm về hình thức cũng như là về chính tả,
tôi học, anh học, họ học, thì động từ học chúng ta thấy không hề thay đổi hình thái. Đặc điểm nữa là phương thức trật tự từ được coi trọng. Phương thức trật tự từ ở trong câu. Ví dụ tôi là sinh viên, cấu trúc của câu này là gì? Chủ ngữ là tôi. Là sinh viên là vị ngữ, đúng không ạ? Là sinh viên là vị ngữ. Còn tức là cấu trúc ở trong câu tiếng Việt, chúng ta luôn nhớ là theo quan niệm ngữ pháp chức năng á, thì chúng ta sẽ tuân thủ cái cấu trúc vẫn theo cái cấu trúc của ngữ pháp truyền thống là câu tiếng Việt gồm có hai phần, đó là gì? Chủ ngữ và vị ngữ, đúng không ạ? Và cấu trúc này thì không thay đổi trong ngữ pháp, tức là không thể thay đổi cấu trúc ngữ pháp trong câu đối với tiếng Việt. Chúng ta so sánh với tiếng Anh là subject gì nữa, verb và object, phải không ạ? Trong tiếng Việt khi chúng ta thay đổi cấu trúc ngữ pháp thì có nghĩa là thay đổi cái nội dung của câu, và thông thường những câu này thì chỉ được viết ra với mục đích là tu từ. Còn cấu trúc thông thường là CV, và kèm theo đó là sao? Là các phần phụ, đúng không? Phần phụ thì vị trí của nó nằm ở đâu? Trước câu, trước chủ ngữ, sau chủ ngữ, trước vị ngữ, sau vị ngữ, phần ạ, tức là vị trí của thành phần phụ á, phần ạ, thì rất là linh hoạt. Đó, đây là đặc điểm thứ ba về ngữ pháp chúng ta nhớ. Thứ tư là phương thức hư từ, cũng được coi là phương thức ngữ pháp quan trọng trong tiếng Việt. Hư từ tức là những từ mà hư hỏng những từ mà chúng ta thấy là hư hư ảo ảo, có cũng được không cũng được, phải không ạ? Nhưng mà về mặt ngữ pháp tức là nó không có xác định vô là cái loại từ nào hay là cái vị trí nào, nhưng mà nếu mà thiếu những hư từ này thì câu sẽ không còn là câu, phải không ạ? Đại khái như thế. Thì đây cũng là một phương thức ngữ pháp quan trọng. Ví dụ trời xanh mây trắng ô kìa là hư từ. Hai con hạt trắng bay về bồng lai, bài thơ Thiên Thai của Phi Cận, chúng ta về xem lại. Một ý nữa là với bốn cái đặc điểm trên, học xong những cái phần chính về tiếng Việt, chúng ta nhớ bốn đặc điểm đó, thì đối với yêu cầu giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt thì chúng ta luôn xây dựng và nâng cao ý thức coi trọng, rồi tình cảm quý trọng đối với tiếng Việt, rèn luyện nói đúng, viết đúng ngữ pháp tiếng Việt, gìn giữ và phát triển vốn từ vốn có của tiếng Việt. Đây là trách nhiệm của những người đã học ở đại học và đã học môn học này, phải không ạ? Tức là chúng ta có thái độ cởi mở và chấp nhận đối với những hiện tượng mới trong ngôn ngữ, nhất là trong xã hội hiện nay với sự bùng nổ thông tin rồi sự phát triển của mạng internet thì ngôn ngữ có rất là nhiều thay đổi, đúng không ạ? Và chúng ta đã học môn học này rồi thì là luôn luôn chấp nhận những biến đổi của ngôn ngữ, vì đây là quy luật tự nhiên. Rồi sau đó là cuộc sống hay là cái yêu cầu giao tiếp sẽ sàng lọc. Ví dụ như đối với những hiện tượng mà hiện nay chúng ta hay nói đùa là và một tác giả đã tập hợp thành một quyển sách và gây ra một cái sự ồn ào dư luận như là sát thủ Đậu Mông Mủ đó, đúng không? Tất nhiên là cái thất bại, cái sai lầm của tác giả là lấy cái câu mà nó không được thẩm mỹ cho lắm về mặt cảm giác hoặc là mỹ quan. Nhưng mà những cái câu nói ví dụ như là xinh tự nhiên như cô tiên, đúng không? Rồi buồn như con chuồn chuồn, chán như con rán, vân vân. Chúng ta thấy là đây là cái sáng tạo mới của giới trẻ, đúng không? Và cũng vui vui. Một thời thì mọi người phản ứng rất là dữ dội, nhưng mà với cái chuyên môn về ngôn ngữ học chúng ta thấy đây là hiện tượng bình thường thôi. Và nó xuất phát từ việc là để xả stress, giảm cái sự căng thẳng. Hôm trước chúng ta có nói rồi, ngay cả ngoan ngữ, cái gì cần cho đời sống thì nó xuất hiện, nguyên tắc là như vậy, phải không ạ? Cái gì không cần cho đời sống thì nếu mà xuất hiện và đời sống không cần thì nó sẽ tự đào thải thôi. Ngoan ngữ cũng rất là cần cho cuộc sống về mặt tâm lý học, tức là giữa ngôn ngữ tâm lý học thì có một cái mối liên quan rất là chặt chẽ. Tâm lý chúng ta như nào chúng ta sẽ thể hiện ra qua cái lời nói thôi, đúng không? Cho nên ngoan ngữ thì cũng là thể hiện cái tâm trạng bức xúc, và khi người ta dùng ngoan ngữ là người ta cũng với cái mục đích là để mà giảm cái sự căng thẳng đó, đúng không ạ? Cho nên là khi chúng ta đã tham gia các cái mạng xã hội thì chúng ta cũng chấp nhận một cái việc là muốn được người khác chia sẻ thì mình cũng phải chịu đựng cái sự chia sẻ của người khác, đúng không ạ? Lâu lâu cũng phải chịu đựng cái sự kêu ca phàn nàn của các Facebooker, đúng không? Và cái điều này thì cũng rất là tốt, vì là sẽ tạo ra cái sự
nâng đỡ về tinh thần lẫn nhau, rồi là tạo ra một cái hiệu ứng những cái mối quan hệ tốt đẹp của con người trong giao tiếp. Tất nhiên chúng ta cũng đừng nên đưa những cái câu, những cái chữ mà gọi là không hay. Và cũng một số quý vị kết Facebook thì đưa những cái avatar là rất là phản cảm, hay là những cái nick mà rất là phản cảm, thì giảng viên cũng không xin phép là không có tích kết bạn. Phải không ạ? Vì đây chúng ta đang học tiếng Việt thực hành. Và chúng ta cũng nên là chú ý một chút nha, chú ý một chút. Nhất là các bạn còn trẻ, phải không ạ? À, bây giờ đi cụ thể thêm một chút là về ngữ âm tiếng Việt. Âm tiết tiếng Việt. Đặc điểm âm tiết tiếng Việt cũng được định nghĩa giống như là tương đương như phần dẫn luận thôi, là âm đoạn tự nhiên nhỏ nhất trong chuỗi lời nói Việt ngữ. Vẫn là âm đoạn tự nhiên nhỏ nhất, nhưng mà chúng ta khẳng định là âm tiết tiếng Việt là nó xuất hiện trong lời nói Việt ngữ, thế thôi. Điểm khác nhau là như vậy. Cái phần ngữ âm tiếng Việt thì rất là hay, đúng không ạ? Rất là hay, bởi vì sao? Vì tiếng Việt chúng ta về mặt phát âm có nhiều cái đặc trưng khác với các cái ngôn ngữ khác. Đặc điểm phát âm là âm tiết tiếng Việt thì có sự tách bạch, rành rọt trong phát âm, ví dụ như là đẹp, xấu, em bé. Chúng ta hầu như không có nối từ như là trong các ngôn ngữ Ấn Âu như tiếng Anh, phải không ạ? Tính độc lập của âm tiết tiếng Việt cao. Khi chúng ta nói im ắng là chúng ta tách bạch, phát âm tách bạch rành rọt là im ắng, đúng không? Chứ chúng ta không có nối từ theo cái cách thức là bắt đầu là một nguyên âm thì sẽ nối từ như trong tiếng Anh, là không bao giờ phát âm thành là y m nối qua thì sẽ thành là y mắng, đúng không? Thì đây là đặc điểm rất là riêng của âm tiết tiếng Việt. Thứ hai là khả năng biểu hiện ý nghĩa. Thì tuyệt đại đa số âm tiết tiếng Việt thì có nghĩa, phải không ạ? Khác với những ngôn ngữ Ấn Âu. Bởi vì sao? Bởi vì đơn vị âm tiết tiếng Việt thường trùng với từ, trùng với tiếng, cho nên nó có nghĩa. Và do phát âm tách bạch, và trong âm tiết tiếng Việt chia làm hai phần, là phần vần, phần phụ âm đầu, phần vần, phần thanh điệu, cho nên là có thể là tách các phần này ra và kết hợp chéo với nhau và tạo ra hiện tượng chơi chữ. Hiện tượng chơi chữ. Ví dụ như cái câu ca dao ở Nam Bộ là con kiện tố, tức là câu đố, gọi là thay đố đó. Thay đố nghĩa là câu đố nhưng mà có câu trả lời trong đó rồi. Con kiện tố đậu trên, nói lái lại kiện tố là tổ kiến. Con vàng lông đậu giữa cái gì, nói lái lại là vàng lông là vòng lan. Đây gọi là thay đố, đúng không ạ? Thì hiện tượng chơi chữ rồi là câu đố. Câu đố trong tiếng Việt rất là hay. Chúng ta xem thêm, xem thêm phần này, vâng ạ. Về cấu trúc tiếng Việt, có cấu trúc rất chặt chẽ, nhưng mà có thể tách ra từng phần như mới nói. Có nghĩa là khi phát âm thì chặt chẽ, nhưng mà cũng có thể tách ra phần phụ âm đầu, vần, thanh điệu. Ví dụ như là trời thì chúng ta phát âm là trờ, ơi, chơi, huyền, trời, phải không ạ? À, và chúng ta có thể là spelling rất là rõ ràng, đánh vần rõ ràng. Về cấu trúc âm tiết tiếng Việt có 5 phần, chúng ta nhớ là nhất là phụ âm đầu, thứ hai là phần vần, âm chính trong phần vần, phần thứ ba là thanh điệu, tức là ba cái phần lớn, nhưng mà trong phần vần chia ra cụ thể hơn, đó là âm chính, âm đệm và âm cuối. Một âm tiết tiếng Việt nếu mà đầy đủ thì là sẽ có 5 phần như vậy, nhưng mà phần lớn các âm tiết thì đôi khi nó không đủ 5 phần, tức là trong phần vần nó sẽ chỉ có âm chính và âm cuối thôi, còn âm đệm không phải từ nào cũng có, đúng không ạ? Có một cái bảng về cấu trúc âm tiết có đưa lên Facebook chúng ta xem chưa? Phần âm tiết tiếng Việt ấy có 3 cái bảng, phải không ạ? Có chụp lại trong sách, trong giáo trình chúng ta xem thêm. Về âm tố tiếng Việt, âm tố là đơn vị ngữ âm nhỏ nhất và không phân chia được, giống như là cái định nghĩa của phần dẫn luận. Âm tố tiếng Việt sẽ chia thành 3 nhóm. Thứ nhất là nguyên âm, phải không ạ? Consonants, phụ âm, vowels và bán nguyên âm. Bán nguyên âm hay là bán âm. Bán âm tiếng Việt thì chỉ có là âm U, phải không ạ?
âm vị tiếng Việt, mấy phần này là phần chi tiết thêm thôi. Thì gồm đây là đơn vị nhỏ nhất của hệ thống ngữ âm, phải không ạ? Và chức năng là phân biệt vỏ âm thanh của các đơn vị có nghĩa, tức là chức năng của nó là phân biệt nghĩa, nhận diện âm vị. Nhớ như vậy, nói tới âm vị là nói tới tính ngữ pháp, tính nghĩa. Bắt đầu từ cái đơn vị đầu tiên này đây, từ cái âm vị, không ạ? Cái tính nghĩa của âm vị thì mới kết hợp các âm vị lại, chúng ta thấy là mới thành thành syllable, thành từ, và mới có đơn vị từ là có concept, khái niệm. Phân biệt âm vị với âm tố. Âm vị là đơn vị trừu tượng, âm tố là đơn vị cụ thể. Âm vị thể hiện bằng âm tố, còn âm tố thì thể hiện cũng là sự thể hiện của âm vị. Tức là đây là hai mặt của một thực thể. Nhưng nhớ là âm vị thì là những đặc trưng khu biệt, tức là mang cái tính nghĩa, cho nên nó sẽ giống như là cái đơn vị nội bộ, phải không ạ? Có những cái nét khu biệt mà chỉ có cái âm vị đó có thôi, âm vị khác không có. Còn âm tố thì là vừa mang tính đặc trưng, vừa mang tính khu biệt. Phần này xem thêm ở trong cái phần phân biệt, phải không ạ? Có cái bảng ở trong trang web á thì rõ hơn. Ví dụ như là những âm vị và những âm tố sau A, N, H trong tiếng Việt. Khi chúng ta kết hợp lại các âm vị này thì là sẽ có một số cái hình vị. Mọc phem hay là cũng gọi là từ hay là tiếng tiếng Việt là an, anh, ánh, ảnh, vân vân, phải không ạ? Và tới bây giờ thì có lẽ chúng ta đã phân biệt được âm tố âm vị rồi, phải không? Hệ thống âm vị tiếng Việt: âm đầu, chính tả, âm đệm, vân vân. Phần này dễ rồi, chúng ta xem thêm nhé. Âm cuối, 8 âm cuối gồm có 6 phụ âm M, N, F, T, C, 2 bán âm U, I. Ngoài ra còn có âm cuối 0. Có một số hình thức không có chữ về chính tả nhưng mà thật ra cũng có âm cuối, thể hiện bằng chữ viết M, N, N, F, T, C. Chữ viết đây, phải không ạ? Về quy luật biến dạng âm cuối, tất cả phụ âm cuối là những phụ âm đóng, có nghĩa là nó không thể nào kết hợp được thêm với những cái âm khác nữa để tạo ra một cái điệu vị khác của cái âm tố đó hay cái âm tiết đó nữa. Có nghĩa là nó là những âm mà đóng lại đó. Thì chúng ta ghi nhớ như vậy thôi. Về thanh điệu tiếng Việt, đây là một điểm rất là đặc biệt, khu biệt của tiếng Việt. Nếu mà những cái đề tài mà làm về thanh điệu, phải không ạ? Chúng ta nghiên cứu về thanh điệu rất là hay. Và nhớ, nếu mà quý thầy cô anh chị nào chúng ta học ngoại ngữ, chúng ta có thể so sánh với thanh điệu tiếng Việt với tiếng Hoa, ví dụ như vậy, tiếng Khmer, tiếng Thái, vân vân, phải không ạ? Còn nếu không thì làm thanh điệu tiếng Việt. Và cái phần ứng dụng thì chúng ta nên đi sâu vô cái phần nghiên cứu, chẳng hạn như là khảo sát thanh điệu của các vùng miền ở Việt Nam. Như vậy ở tiếng Việt chúng ta về mặt thanh điệu chỉ có phương ngữ Bắc Bộ là phát âm đúng 6 thanh điệu, đúng không? Phương ngữ Trung Bộ như là Trung Bắc Bộ như vùng Nghệ An chỉ còn có 4 thanh điệu thôi. Rồi phương ngữ Nam Bộ thì chúng ta thấy là hầu như có 5 thanh điệu, đúng không? Giữa hỏi giữa ngã không phân biệt. Thì chúng ta nhầm lẫn rất là nhiều, cho nên là về nhà xem lại mấy cái bài tập về chính tả, đúng không? Cái bài thi này nhẹ nhàng thôi, cho nên sẽ có rất là nhiều cái câu hỏi về dấu hỏi, dấu ngã. Phân biệt dấu hỏi, dấu ngã. Về phân loại thanh điệu, phải không ạ? Thì chia ra hai nhóm. Chúng ta có cái bảng phân loại, phải không ạ? Cái sơ đồ đó ở trên có đưa lên trên Facebook rồi đó. Ở đây thì cũng có rất nhiều bảng, nhưng mà bây giờ mở file ra thì lâu quá, đúng không? Có một cái phần đó là thực hành phiên âm vị học, tức là chúng ta sẽ ghi các ký hiệu. Và mấy lớp chúng ta bây giờ mà ngồi và viết thì có lẽ là hơi lâu, thì làm sao nhỉ? Đối với các lớp kia thì giảng viên sẽ viết lại, tức làm luôn dùng cái phần là chia nhóm nữa. Tức là về cái âm vị á, khi phát âm, tức là phiên âm quốc tế là ví dụ như là A, B, C trong tiếng Việt thì phiên âm quốc tế thì sẽ viết với cái hình thức như thế nào, đại khái như thế. Thì phần này có lẽ chúng ta để lại sau, hoặc là thầy sẽ đưa lên mạng nha, được không? Bây giờ chép thì mất hết thời gian, phải không nào? Bài tập là phải biết phân tích và biết phiên âm vị học để chúng ta phát âm cho đúng và dạy lại người khác, nhất là người nước ngoài.
Một vấn đề nữa là về chính âm và chữ viết, chính tà, chính âm. Chính âm được coi là cách phát âm chuẩn nhất hay là gọi là chuẩn từ. Đúng không ạ? Hôm trước chúng ta nói là quan điểm chúng ta hiện nay là chúng ta phải bảo tồn cái phương ngữ của vùng miền, tức là đặc biệt là phần chính âm, tức là phương ngữ vùng miền chúng ta phát âm với cái chất giọng như thế nào chúng ta nên giữ nguyên và hầu như là không nên thay đổi. Người Việt chúng ta có một cái câu đó là gì? Một cái câu cũng không được rất là nói rất là thẳng là chửi cha không bằng pha tiếng, đúng không? Cho nên chúng ta cố gắng giữ cái phương ngữ địa phương mình, nhưng mà cần chính âm trong những cái trường hợp giao tiếp chính thống, ví dụ như là khi học hành trao đổi hay là khi giao tiếp với những đối tượng khác, đối tác khác, phải không ạ? Thì chúng ta cần chính âm, tức là có những cái âm của địa phương thì người khác không hiểu được, thì chúng ta cần phải dùng cái từ địa phương. Còn chất giọng thì không nên thay đổi. Và cái phần chính âm này chủ yếu sử dụng trong lời nói cũng như là cái phần viết đó. Phần viết chúng ta viết đúng theo cái quy luật chính tả thì đã đành, đúng không? Còn trong lời nói, trong giao tiếp thì chúng ta sẽ chính âm. Có nghĩa là quy định không phải là khó khăn lắm. Còn về chữ viết, một vài cái khái niệm ban đầu. Chữ viết là hệ thống ký hiệu đồ họa sử dụng để cố định hóa ngôn ngữ âm thanh. Hệ thống ký hiệu đồ họa tức là cái nét vẽ, đúng không ạ? Để cố định ngôn ngữ âm thanh thì gọi là chữ viết. Có thể tạm chia như này là các kiểu chữ viết: chữ ghi ý tiếng Hoa, chữ ghi âm tiếng Việt. Và chữ viết tiếng Việt hiện nay là chữ ghi âm hay là gọi là chữ quốc ngữ, hình thành ở thế kỷ thứ 17. Tức là hình thành ở đây là đến cái giai đoạn là hoàn chỉnh như đó, là thế kỷ thứ 17, phải không ạ? Về cơ bản, nhận xét là chữ viết ghi âm tiếng Việt khá hợp lý. Khá hợp lý, đúng không ạ? Tất nhiên là về chữ viết đất nước nào vậy thôi thì sẽ có những điều bất hợp lý. Bất hợp lý trong chữ viết tiếng Việt: thứ nhất thì một âm có thể là ghi rất nhiều con chữ, ví dụ như âm cờ gồm có 3 con chữ về mà chính tả là quy, cờ và ca. Âm giờ có 2 con chữ giờ di, và trong đề thi cũng sẽ rất là nhiều cái câu chính tả như này phân biệt, phải không ạ? Rồi viết hoa thì tùy tiện, cho nên là nhà nước mới có một cái quy định về chuẩn chính tả tiếng Việt, và cái quy định này rất là hay, rất là thoáng, và chúng ta cũng cố gắng làm theo. Thứ nhất là định nghĩa chính tả thì được coi là về chuẩn chính tả thì đây là cách viết chữ mà được coi là chuẩn nhất, bắt buộc chúng ta phải tuân theo vì nó là luật. Thì cái quy tắc đầu tiên là chúng ta sẽ chấp nhận cái cách viết mà theo thói quen, bởi vì đã gọi là thói quen về ngôn ngữ thì khó thay đổi lắm, cho nên chúng ta chấp nhận 2 cách viết. Nếu như có 2 cách viết trong thực tế mà rất là phổ biến, và những cách viết này thông thường chúng ta thấy là mang cái ảnh hưởng của phương ngữ, đúng không ạ? Phương ngữ vùng này viết như thế này và vùng khác viết khác đi một chút về chính tả, và do cái cảm thức bản ngữ thì người dân không thể nào mà thay đổi được ngay, thì chúng ta chấp nhận 2 cách viết. Ví dụ như là đại bàng, đúng không ạ? Và những cái bài thi thì cũng sẽ có những cái tình huống như thế này. Cách viết nào chúng ta thấy đúng thì chúng ta cứ viết thôi. Chấp nhận 2 hình thức, phải không ạ? Ví dụ như là cách viết cũ, cách viết mới: eo xèo, ít xì và eo xèo, phải không ạ? Thì chấp nhận 2 cách viết do phương ngữ. Sứ mệnh, sứ mạng. Kính gửi, kính gửi, phải không ạ? Gửi, gửi. Bắc bộ, Nam bộ viết khác nhau, chúng ta chấp nhận luôn. Và trong bài thi thì giảng viên không có bắt lỗi những cái chuyện này đâu, phải không ạ? Chúng ta đừng có quá lo lắng. Rồi viết hoa, phần thứ 2 phần viết hoa thì chúng ta sẽ theo quy định là về tên người và tên địa danh thì chúng ta viết hoa tất cả các chữ cái đầu tiên. Công Tằng Tôn Nữ Phương Thảo Nguyệt Minh gì đó thì là viết, tuy là dài nhưng vẫn phải viết hoa hết, đúng không ạ? Quy định như vậy. Tên tổ chức cơ quan thì viết hoa cái âm đầu. Ví dụ như Học viện Phật giáo Việt Nam, ta viết hoa những cái âm tiết đầu thôi. Tên không phải tiếng Việt thì có nhiều trường hợp. Thứ nhất là nguyên ngữ Latin thì giữ nguyên, giữ nguyên cái phần mà nguyên ngữ. Có rất là nhiều tài liệu, nhiều sách, nhiều giáo trình về luật chính tả thì chúng ta tìm đọc thêm. Còn là trong sách của thầy Hà Thúc Khoan rồi thầy Nguyễn Đức Dận có cái quy luật về chữ n, chữ ng, vân vân đó, chúng ta xem, phải không ạ? Nhưng tuy nhiên phần này thì do thói quen là chính, bây giờ điều chỉnh thôi. Sang hệ thống chữ khác,
thì chúng ta viết hoa cái chữ đầu. Phần lớn là nói tóm lại là bây giờ chúng ta viết hoa chữ đầu là chính đối với những cái từ truyền tự. Dấu nối chỉ dùng trong các liên danh này. Dấu nối hiện nay rất hạn chế dùng, tức là cái luật chính tả mới hiện nay là theo xu hướng đơn giản hóa. Những cái dấu, những hình thức mà rườm rà trước đây là hầu như bỏ. Chúng ta tuân theo quy tắc như vậy là được rồi. Thuật ngữ thì dùng theo thói quen với các tổ hợp thuật ngữ. Thuật ngữ thường là từ nước ngoài, không phải là từ tiếng Việt, đúng không ạ? Nguyên ngữ. À xin lỗi, chạy rồi. Rồi bây giờ tóm lại thì đối với phần những kiến thức cơ bản về dẫn luận học, ở đây chỉ là sơ lược dẫn luận học thôi, chứ không phải là cái môn dẫn luận học đầy đủ, phải không ạ? Chúng ta chú ý như vậy. Và những phần kiến thức cơ bản về tiếng Việt thì chúng ta nắm một số cái nét chính như vậy. Về ngữ âm, về từ, về ngữ pháp, phải không ạ? Để mà có thể học được. Những phần này nắm chắc rồi thì chúng ta học phần khác. Những phần sau rất là đơn giản, không có vấn đề gì. Có được không ạ? Khó không ạ? Sao ạ? Đây là bài cơ bản nhất, và chúng ta chỉ cần nắm bài này là tự học được những bài sau. Hết giờ rồi đúng không ạ? Tự học những bài sau không có gì khó khăn hết. Các bài sau này để chúng ta, để phục vụ cho phần thi đọc bài, viết chữ, dùng từ, viết câu, câu sai, câu mơ hồ, phải không ạ? Hiện tượng dư trong ngôn ngữ, vân vân. Đến bài đó, nắm chắc cái phần về tiếng Việt thì chúng ta sẽ làm những phần này dễ thôi. Trong phần từ, chú ý, xin chú ý một chút là những cái phần từ ngữ, từ địa phương, từ Hán Việt, từ phong cách để thi, phải không ạ? Từ phong cách. Rồi câu sai, câu mơ hồ. Câu sai, câu mơ hồ hôm trước nói rồi, tức là những câu mà không đúng chuẩn diễn tả gọi là câu sai. Câu mơ hồ hay hiện tượng dư trong ngôn ngữ. Câu mơ hồ là những câu mà gây ra hai cách hiểu thì gọi câu mơ hồ. Hiện tượng dư trong ngôn ngữ là gì? Là những yếu tố mà không, nó không xuất hiện, phải không ạ? Tức là không cần đến sự xuất hiện của nó thì người ta nói là hiện tượng dư. Nhưng mà đây là những cái vấn đề mà hiện nay giới ngữ học cũng đang tranh cãi rất là nhiều, chưa đi đến thống nhất. Bởi vì đây là những cái đặc tính tự nhiên của ngôn ngữ. Và thầy Nguyễn Đức Dân khẳng định là đây là câu mơ hồ. Câu sai thì là được rồi, phải không ạ? Câu sai theo chuẩn ngữ pháp thì nhận diện đâu là câu sai, câu đúng. Nhưng mà đối với câu mơ hồ và đối với hiện tượng dư trong ngôn ngữ thì đây là những khái niệm mà, những vấn đề mà đang còn gây sự tranh cãi. Thì chúng ta chấp nhận cái quan niệm chung như thế này này, là câu này có thể là mơ hồ, hiện tượng này có thể là dư trong tình huống này, nhưng mà trong cái tình huống khác thì nó lại cần. Đặc biệt trong giao tiếp, trong giao tiếp thì cần rất là nhiều câu mơ hồ, cần rất là nhiều hiện tượng dư để tăng tính biểu cảm, phải không ạ? Và để đạt được cái mục đích là tạo ra cái kênh giao tiếp tốt đẹp nhất đó. Cho nên khi viết bài cũng như khi làm bài thì chúng ta hết sức chú ý. Khi chúng ta tích cái phần mà phần trắc nghiệm thì cái câu này, cái từ này thì bị coi là mơ hồ, bị coi là dư, chúng ta sẽ tích vô. Đặc biệt là cái quyển màu vàng của học viện đó, tức là có nhiều cái câu, đây là phần lớn những câu trong Phật pháp, và có nhiều câu được chọn cái đáp án là trùng ngữ, phải không ạ? Rất nhiều câu là đáp án trùng ngữ thì đây chính là hiện tượng dư. Khi đi làm bài trắc nghiệm thì theo cái kiến thức cơ bản chúng ta tích nó là trùng ngữ, là dư. Nhưng khi giao tiếp, khi chúng ta viết đến câu thứ ba, câu một thì câu này là sai, nhưng đến câu ba dùng lại cái câu này trong cái ngữ cảnh đó thì nó lại trở thành đúng. Chúng ta hiểu không ạ? Tức là trong giao tiếp thì cần sự mơ hồ càng tốt. Nhất là với cái tư duy, cái tâm ý, tình cảm người Việt, người Á Đông là càng mơ hồ càng tốt. Tuy nhiên đối với việc giảng dạy thì không thể mơ hồ được, đúng không ạ? À, trong chiến lược giao tiếp thì càng mơ hồ càng tốt, và đôi khi gây ra hai cách hiểu thì cũng sẽ có một cái tác dụng nhất định đó. Còn đối với phần kỹ năng, phần trắc nghiệm, nếu như lớp còn 2 tuần nó mới thi thì chúng ta cứ ôn tập đi, ôn tập vào sau 1 tuần, sau một cuối tuần sau chúng ta sẽ báo cáo cái tình hình ôn tập xem như thế nào. Nếu mà cần thì giảng viên sẽ cho chúng ta một cái bài tập cuối cùng về phần trắc nghiệm và sẽ đưa lên mạng, được không? Nhưng mà điều này tùy thuộc vô cái tình hình ôn tập của lớp và cũng như cái sự phản hồi. Đó, sự phản hồi cuối cùng.
Và đề nghị một cái nho nhỏ nữa là các quý vị tổ trưởng á, các quý vị tổ trưởng, chúng ta hầu như không sau nửa chương trình học chúng ta không có một cái liên lạc gì với giảng viên, đúng không ạ? Không có một cái phản hồi gì hết. Và chúng ta khi mà đưa những cái bài vở lên mạng á, thì chúng ta phải đảm bảo là những thông tin đó chính xác, bởi vì nó sẽ liên quan đến phần kiến thức và thi cử. Chúng ta không được tùy tiện đưa, tôi là tổ trưởng, tôi muốn đưa cái gì lên thì đưa, phải không ạ? Và phải có sự kiểm duyệt cái nội dung đó của giảng viên bộ môn. Các môn khác thì giảng viên không biết, nhưng riêng môn này thì đề nghị như vậy. Và tới giờ phút này thì tất cả những thông tin về môn tiếng Việt thực hành các tổ trưởng đưa lên thì giảng viên chưa hề được báo cáo, chưa hề được kiểm chứng, cho nên đề nghị chúng ta cũng phải xem lại những cái phần này. Và bây giờ hết giờ rồi, phải không ạ? Chúc lớp có một kỳ thi thật là tốt đẹp. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện học, Phật đạo vô thượng thể nguyện thành. Mời đại chúng nghỉ, mời cô giáo.